Hiện tại đang có 4 bệnh nhi bị viêm não đang nằm điều trị tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cả 4 bệnh nhi đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh viêm não. Các bệnh nhi đều đến bệnh viện khi tiến triển nặng do bệnh viêm não có biểu hiện khá dễ nhầm với cảm, sốt virus nên các gia đình thường tự điều trị cho trẻ tại nhà. Viêm não là một bệnh khá nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bệnh xảy ra đột ngột, diễn biến nhanh và gặp nhiều nhất ở trẻ từ 3 đến 15 tuổi. Nếu không được phát hiện điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Các bậc cha mẹ cần lưu ý nếu con có biểu hiện sốt, nôn, đau đầu. Cái cách phòng chủ động nhất là chính là chúng ta tiêm phòng những loại vaccine phòng chống viêm não, như viêm não nhạt ban B. Ngoài ra thì chúng ta phải vệ sinh cái môi trường hoàn cảnh để cho côn trùng, bọ, muỗi, gậy, ve, bọ chét các loại nó không có điều kiện sinh sôi phát triển. Và chúng ta cũng phải vệ sinh môi trường thật tốt, vệ sinh sát khuẩn môi trường sống xung quanh, cơ thể người bệnh. Và chúng ta ăn uống tốt, đảm bảo sức khỏe để chúng ta để chống được cái bệnh tật.